Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về ba kiểu người thường gặp khi mà kinh doanh. Kiểu số 1 là bán cái mình có, hoặc là cái mà mình nghĩ là người ta thích, người ta cần. Mình thấy thích cái đó, mình thấy cái đó đẹp quá nên mình nghĩ là mình mang về mình bán chắc có người mua. Kiểu thứ hai là những người mà bán những cái mà người khác cần. À, mình thấy cái đó nhiều người cần, thực sự là nhu cầu cần, nhiều người hỏi mua của mình, vân vân, thì mình mua mang về mình bán. Và kiểu thứ ba là những người tạo ra trào lưu xu hướng sau đó mới bán hàng. Thì kiểu người thứ nhất thường là những người sẽ thất bại trong kinh doanh, tại vì bạn bán cái mình có hoặc là cái mình nghĩ người ta thích ấy, thì thường ấy, lại nó lại không khớp với thị trường. Có thể là trong một số trường hợp là may mắn là bạn sẽ gặp cái trường hợp là mình cái mình thích thì cũng nhiều người thích. Thì ok, cái đó rất là may mắn. Đó là may mắn, nhưng mà trường hợp đó rất là thấp. Trường hợp thứ hai thì những người mà bán cái mà mình người khác khác cần ấy, thì những người đó là những người thành công và sẽ trở nên giàu có. Nhưng mà họ cũng không đạt đến mức là quá giàu, tại vì khi mà bạn bán cái mà rất là nhiều người cần và khi người ta sẽ copy lại bạn, người ta sẽ bán cái mặt hàng giống như bạn. Giả sử như bạn bán gạo đi, bán gạo nhiều người ai cũng cần gạo, ok bạn bán gạo thì, nhưng mà bạn bán những món đồ đó thì những món đồ gọi là món đồ phổ thông đó, thì cái tỷ suất lợi nhuận của bạn sẽ không có cao, và bạn sẽ trở nên giàu có nhưng mà không thể trở thành siêu giàu được. Còn nhóm người thứ ba là nhóm người tạo nên trào lưu xu hướng và sau đó bán hàng. Đó là lý do tại sao các cái nhãn hàng như là thời trang hoặc là đồng hồ hoặc là điện thoại thì người ta mời những cái người nổi tiếng, những ca sĩ, diễn viên, cầu thủ bóng đá, cầu thủ bóng rổ, vân vân, để làm truyền thông cho họ, để tạo nên một cái xu hướng, để tạo nên một cái xu hướng, một cái trào lưu. Và họ bán được rất nhiều hàng và họ trở thành những người siêu giàu. Hoặc đơn giản hơn, người ta tạo ra những cái trào lưu không cần phải những cái idol. Thí dụ trào lưu chơi sim số chẳng hạn, hoặc là trào lưu mới đây ở Việt Nam là gì? Chơi lan đột biến. Có ai biết lý do tại sao mà một chậu lan nó mấy tỷ không? Mua về treo. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã nghe mình. Nếu mà các bạn thích thì hãy like video và subscribe kênh của mình. Mình sẽ cố gắng ra nhiều cái video hơn để nói về những cái điều mà mình cóp nhặt trong cuộc sống hoặc là những cái mà mình trải qua trong cái việc kinh doanh của mình. Cảm ơn các bạn.